Những ngày này thì bộ phim của Việt Nam sản xuất đang gây được nhiều sự chú ý thán phục của những người yêu điện ảnh cả nước tại các rạp chiếu phim. Đó là bộ phim hành động Hai Phượng. Hãy cùng biên tập viên Sơn Lâm, chúng ta sẽ trò chuyện với một người đã góp phần tạo nên sự thành công ấn tượng cho bộ phim hành động trong trò chuyện cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi đang có mặt ở một nơi mà hàng ngày diễn ra rất nhiều những cuộc giao chiến như thế này. Nhưng quý vị đừng lo, đây chỉ là tập luyện thôi. Bởi sao? Đây chính là câu lạc bộ Cascader Quốc Thịnh. Câu lạc bộ Cascader Quốc Thịnh cũng là nơi nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã luyện tập suốt hơn 10 năm qua. Diễn viên đóng thế Thanh Hoa, người được xem là chị cả trong giới cascader nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chị Thanh Hoa, rất là cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ với các khán giả của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Đầu tiên là một lời chúc mừng dành cho chị đã vì đã góp phần tạo nên sự thành công rất là tuyệt vời của bộ phim Hai Phượng mà bây giờ đang giới thiệu tới quý vị khán giả. Nhìn những thành quả của mình trên bộ phim này, chị cảm thấy thế nào? Coi lại cảnh đánh thật sự mà nói, lúc đó hả, nổi da gà luôn. Tại sao? Mình có thể làm được đến như vậy hả? Và đến cái vai này thì là do một anh cascader cũ, anh Tuấn Nguyễn cũng là đồng chỉ đạo hành động trong cái phim này. Thế anh em giới thiệu thì Hoa Đi là cũng tự cho bản thân mình một cơ hội, chứ không có nghĩ là đi cast là chắc là sẽ được. Một ngày, gọi là một ngày đẹp trời, cái nhận được một cú điện thoại của nhà sản xuất là Hoa được nhận vào cái vai nữ quái trong cái phim Hai Phượng. Thật sự lúc đó thích thú lắm, thật sự là rất là vui, vì đây là một vai đầu tiên mà mình có cơ hội để mình thể hiện bản thân mình. Bên cạnh cái sự thích thú đó thì nó lại là một cái áp lực. Nếu mà về hành động thì Hoa có thể là Hoa tự tin vào hành động của mình, nhưng mà để diễn cho chùm thì nó cần có thoại. Vâng, thoại làm sao cho nó ra được cái thần thái đúng không ạ? Đúng rồi, đó ra là cái thần thái của thằng chùm. Ví dụ mình muốn nói cái gì đó thì mình nói, thì nó dễ chịu hơn là mình không nói mà mình phải diễn bằng ánh mắt của mình. Qua những cảnh thoại thì nhờ sự hỗ trợ của chị Vân và đạo diễn thì đã hướng dẫn cho Hoa rất là nhiều. Thật sự là Hoa cũng hơi bất ngờ bản thân mình có thể làm được điều đó. Hoa thấp hơn chị Vân, mà khi lên khung hình thì phải là đều nó mới đẹp. Thì bắt buộc và phải mang đôi giày rất là cao. Mà quay trong cái cảnh toa tàu á là quay suốt 17 tiếng đồng hồ. Thì đó là một cái khó đối với Hoa. Dù Hoa có cắt cây đơ như thế nào chăng nữa thì cũng rất hạn chế khi mà phải mang giày cao gót mà quay những cái hành động. Hoa nghĩ là đã nữ, có thể là những cái danh xưng mà người ta đặt cho diễn viên khi đi làm với chị Vân, thì Hoa cũng nghĩ là Hoa muốn xem là chị Vân có đủ để mà người ta tặng cho cái hai chữ đã nữ không. Nhưng mà khi sau khi làm việc với chị thì thật sự chị Vân xứng đáng được hai chữ đã nữ. Chị làm việc rất nghiêm túc và rất nỗ lực cố gắng bản thân chị, thật sự là rất nể chị. Trước vai diễn trong bộ phim Hai Phượng thì chị đã từng có 15 năm gắn bó với nghiệp cascader. Đây là một công việc mà không phải ai, khán giả nào cũng hiểu. Hãy cho chúng tôi hiểu hơn về công việc này. Cascader khó khăn rất là nhiều. Là cascader tuy là một cái nghề nguy hiểm nhưng mà không được công nhận. Không có một công ty bảo hiểm nào mà dám bán bảo hiểm cho cascader. Nếu mà ai tập cascader thì không có nói là mình không bị chấn thương. Chắc chắn là phải có chấn thương va chạm trong lúc tập luyện, chấn thương trong lúc ra hiện trường làm. Dù có sự tính toán nhưng mà vẫn có cái sự sai sót. Riêng bản thân Hoa thì giống như đi diễn thì cũng từng là loại khớp khuỷu tay, vẫn bị vô đầu may mấy mũi. Cái đó cũng là
những kỷ niệm, những cái mà vết thương mà khi mình đã chọn nó thì mình phải chấp nhận nó. Thì bây giờ cái ước mơ, cái kế hoạch trong tương lai của chị sẽ là gì ạ? Qua cái phim này, nếu như mà có nhà sản xuất hay đạo diễn nào đó họ yêu thích cái vai của Hoa, mà họ có những cái dự án mà họ cần những cái hành động giống như vậy á, thì có lẽ Hoa cũng cho mình thử sức ở một vai diễn khác. Nhưng các cái đơ vẫn là nòng cốt, vẫn là nơi mà Hoa đặt tình cảm rất là nhiều. Đến hiện tại thì Hoa chưa nghĩ là sẽ chọn một cái nghề nào đó để thay thế cho cái việc các cái đơ. Sau này thì chưa nói trước, có thể là Hoa có gia đình hoặc là sức khỏe không cho phép để mình làm nữa thì mình sẽ phải dừng thôi. Chúc chị sẽ thành công với những kế hoạch trong thời gian sắp tới. Cảm ơn em.